quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với sân Đông Tàu Vạn Thắng Lợi để theo dõi trận thi đấu giao hữu thứ hai, trận thi đấu của câu lạc bộ bóng đá Thanh Niên Hậu Phương Kiến Định và đội bóng câu lạc bộ bóng đá ở bên ngoài băng ghế chuẩn bị. Và trong màu áo xanh phần xanh đó là câu lạc bộ bóng đá Thanh Niên Hậu Phương Kiến Định, gồm có Doãn Cường và Duy. Như vậy trong nghiệp thi đấu dài này, bó vàng là bó truyền thống thôi. Đó là những pha bóng 78 và là số 16 Công Tuyền. Rồi dành cho số 16 Công Tuyền. Một cú dứt điểm góc hẹp giữa trường của số 10 Dương Xuân Thủy. Và ông mang lại pha đá bật góc cho đội nhà bên phía bên trái. Trước đó là một đường truyền của Doãn Cường. Doãn Tùng. Một của chúng ta là đó là một quả bóng rất nguy hiểm, 2-1. Khắc Hưng, đó là một cú đặt lòng của lão tướng Khắc Hưng. Ông đã chủ động đưa bóng vào góc xa nhưng rất đáng tiếc bóng đã chạy cột ra ngoài. Đó là tình huống qua người, nhưng ngay sau đó thì số 79 đã không thể có được bóng nữa. Đối mặt không có bàn thắng ở trong vòng đối mặt vừa rồi. Chúng tôi quan sát là trang thủ môn văn mạnh với cự ly gần, thậm chí anh chúng ta không cần phải gì liên tiếp trong quả bóng trước đó của Dương Doãn Cường, bởi ngay sau đó lao tướng Dương Xuân Thủy cây cao bóng cả, một trong những cây đa cây đề của Dương ở trong tình huống dứt điểm xa trường cự ly gần. Bóng đã mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Dương. Có lẽ sau bàn thắng của lao tướng Xuân Thủy thì rất nhiều những thanh niên trên sân và lúc này cũng phải có thể nói rằng là tự ăn của bản thân thôi, khi mà chứng kiến một vị đội trưởng U60 có thể ghi bàn đánh cầu thủ. Mặc dù đã sắp sửa bước sang tuổi 60 thế nhưng đội trưởng Dương Xuân Thủy vẫn đang chứng tỏ được bản năng săn bàn của mình. Và mới đây thôi, trong giải bóng đá nhân dân thì ông cũng đã có một bàn thắng trong trận bán kết với Đông Trà. Chúng tôi vẫn còn nhớ như in. Coi, coi. Như vậy trong tình huống bây giờ thì anh Đức, sau tình huống bóng bật nảy ra thì anh Đức đã có được bàn thắng quyết định tỷ số dành cho đội bóng câu lạc bộ bóng đá Văn Thứ Hai. Tuy vì Tiền Hữu Định trước đó gọi đã được dành cho lão tướng Khắc Hưng, nhưng rất đáng tiếc bóng đá không thể làm được điều mà lão tướng Xuân Thủy của câu lạc bộ Đoá Dương đã làm được ít phút trước đó, ít giây chứ không phải phút. Như vậy hai bàn thắng chỉ kỳ cách nhau khoảng một phút thôi. Ngọc Hải. Xuân Thủy dứt điểm. Đó là một bàn thắng có thể nói là ngoạn mục mà chúng ta có thể nói rằng khó có thể chứng kiến được ở trên sân vận động của Tập đoàn Thắng Lợi. Ngay kể cả những cầu thủ còn trẻ cũng khó có thể làm được điều đó, một cú xử lý bóng bằng ngực đẳng cấp trước khi tung ra. Bắt tài của số 28 tới này. Có lẽ việc chúng ta chơi với nhau rất nhiều trong những trận giao hữu. Coi! Và như vậy tỷ số đã được quân bình 2-2, và điều đặc biệt là người ghi bàn là lão tướng Khắc Hưng. Sau rất nhiều những tình huống được bỏ qua đáng tiếc thì lão tướng Khắc Hưng, một trong những cầu thủ có thể nói rằng lớn tuổi bậc nhất có thể còn thi đấu vào lúc này. Được. Một hàm bóng không tốt của lão tướng Khắc Hưng, và đúng lúc này thì trọng tài Trần Công Tâm cũng đã đổi còi khép lại hiệp thi đầu tiên. Như vậy hai đội tạm thời rời sân với 48 chia đều được cho cả hai đội nhận sân. Lão tướng Dương Xuân Thủy với một cú đúp giúp cho đội bóng câu lạc bộ đá Thanh Niên Hậu Phương đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 2-1. Anh Tuấn đã đưa bóng ra hết bên ngoài đường biên. Đó là số 25 Công Hiếu. Đúng tình huống ta vẫn đánh đánh đâu. Đã rất nỗ lực cứu bóng ở trong tình huống chưa ngon, nhưng một pha thế vẫn phải chấp nhận. Và lấy nhận bóng lần thứ 3. Như vậy người vừa ghi bàn làm tình huống để tham gia tấn công của cầu thủ mang áo số 84. Thời gian ở trong đặc biệt là những con em trong dòng họ Dương chúng ta đang có mặt ở trên sân đấu của các đoàn tập đoàn này. Chúng ta sẽ bớt chút thời gian để ở lại giao lưu với Hòa Dương. Những cuộc cường thất bại vâng như vậy ở trong tình huống từ đó. Một pha phản công rất chấp nhoáng, nó là một pha dứt điểm công mạnh. Trong hiệp thứ hai này cũng có rất nhiều những cầu thủ trẻ, và vừa rồi thì công mạnh một cầu thủ còn khá non trẻ trước
trong màu áo của câu lạc bộ Láng Giềng cũng đã lập công, điền tên mình vào danh sách ghi bàn. Như vậy khi mà tiền đạo Lão Tướng Trương Xuân Vinh trong những cây sát bàn, Lão Tướng đã rời sân. Rất may vẫn còn có những cầu thủ trẻ biết ghi bàn. Mọi người có thể là thêm một cú sút xa, lại là một siêu phẩm đến từ chân sút của cầu thủ trẻ Công Hiếu. Một cú dứt điểm rất tốt của Công Hiếu. Có lẽ đây cũng là sẽ là một thành viên trong nòng cốt chính của đội bóng doanh nhân của đội bóng câu lạc bộ Bóng đá Dân Thủy Nam Định. Quan sát của chúng tôi thì trong những vừa qua, việc anh đang thi đấu ở khu vực trung tâm, tiến về trung tâm, và đặc biệt là cú sút vừa rồi, ta có thể thấy được đây sẽ là một cầu thủ, một nhân vật xuất sắc của Dương Hoàng Dương, một siêu phẩm được ghi ở khu vực giữa sân, và có lẽ trong buổi chiều ngày nay trong 10 bàn thắng được ghi thì đó là bàn thắng có thể nói rằng đẹp mắt và có cự ly sút là xa nhất. Một chính xác. Anh Tuấn vào chuyền bóng, các thành viên rất tốt trên biên giới dành cho cầu thủ mang áo số 16 Cúc Tuệ. Á Sử rất tốt, rất đẹp. Đó là một bàn thắng rất đẹp mắt, vẫn là cầu thủ mang áo số 84. Vẫn đã phát sinh trong hiệp thứ hai này, cầu thủ mang áo số 84 đã liên tục có hai bàn thắng, và vừa rồi cũng là một bàn thắng rất đẹp mắt, một bàn thắng có thể nói rằng rất đậm dấu ấn cá nhân của cầu thủ mang áo số 84. Tiếp tục là những pha đi bóng xuất thần trước khi tung ra một cú dứt điểm cực kỳ hiểm bóc và góc khó không thành của Tuấn Doãn Thế, đưa trận đấu quay trở lại với giải xuất phát. Tỷ số đã được san bằng 4-4, nhưng mà thời gian thi đấu ngày mai vẫn còn. Nhìn theo chúng tôi thì tỷ số trên sân lúc này đang là một con số rất ấn tượng rồi. Trận thi đầu tiên hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2, và trận thi đấu thứ hai này tỷ số đang tạm thời là 4-4. Hai trận đấu trong buổi chiều này cũng như là lấy ra mắt, chúng ta hãy nán lại. Đột nhiên chúng ta dừng bước chân thân mật, rất trân trọng kính mời và kính mời. Vừa rồi là một pha bóng rất nguy hiểm đến từ chân sút bằng áo số 16. Không còn nhiều. Và kết quả trên trận đấu này, và đúng lúc này thì trọng tài Trần Công Tâm cũng đã nổi còi khép lại hiệp thi đấu thứ hai. Đây đúng là một kết quả có thể nói rằng ngoài sự mong đợi của bạn chúng tôi.